Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wizard Channel ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ dành thời gian để nói về một sản phẩm rất là quen thuộc. Và sản phẩm đó thì nó nằm ngay sau lưng mình đây. Whey Protein. Có thể nói đây là sản phẩm mà không thể thiếu cho tất cả mọi người tập luyện gym hay kể cả đối với những người tập luyện thể thao. Whey Protein thì nó là một loại thực phẩm bổ sung rất là quen thuộc rồi. Và hôm nay thì chủ đề chủ yếu mà mình sẽ dùng để nói về Whey Protein và trả lời các bạn đó là một cái thắc mắc rất là muôn thuở: mua whey protein ở đâu thì tốt và chất lượng. Đầu tiên cho các bạn chưa biết thì mình sẽ lại tua lại cái điều khúc whey protein là gì. Whey protein thì nó là một sản phẩm thực phẩm bổ sung có từ sữa bò, được chiết xuất từ sữa bò. Và trong protein từ trong sữa bò ấy, thì nó sẽ có 80% là casein, 20% là whey protein. Qua quá trình tinh lọc và xử lý các thứ thì chúng ta sẽ có được whey protein mà chúng ta vẫn hay từng sử dụng. Và whey protein thì nó chia ra rất là nhiều các phân khúc chất lượng. Ví dụ như là có whey concentrate là whey lọc một lần, chất lượng nó là kém nhất. Sau đó đến whey isolate là tinh khiết hơn và chất lượng tốt hơn, nó hàm lượng chất lượng sinh học cao hơn, hấp thụ nhanh hơn. Và cuối cùng là loại whey xa xỉ phẩm, whey protein thủy phân hydrolyzed. Whey protein thủy phân thì nó đã được xử lý thủy phân rất là dễ để hấp thu, nó đã chặt chọc amino acid ra rồi. Và khi mà chúng ta uống vào điến đường ruột thì nó gần như sẽ thẩm thấu qua ngay lập tức. Lợi của whey protein đơn giản thôi, whey protein thì nó tốc độ tiêu hóa và hấp thụ rất là nhanh. Thức ăn bình thường thì nó sẽ mất trung bình khoảng 2-3 tiếng để có thể đưa được các dưỡng chất, amino acid, vitamin vân vân đến với cơ bắp, đến với cơ thể theo các mạch máu. Còn đối với whey protein thì nó nhanh hơn rất là nhiều, chỉ dưới 1 tiếng mà thôi. Đó chính là đặc điểm ưu điểm rất là tốt mà whey protein đem lại cho những người tập luyện thể hình. Họ cần một cái nguồn dinh dưỡng, một cái nguồn hỗ trợ bổ sung ngay lập tức sau khi mà chúng ta vừa mới tập luyện thể thao xong, cơ thể chúng ta vừa bị tổn hại, cơ bắp chúng ta đã vừa bị tổn hại sau những cái bài tập và cần được bổ sung để xây dựng lại, tái thiết lại ngay lập tức. Ngoài ra thì whey protein nó còn có cái khả năng hấp thụ nó rất là cao. Chúng ta vẫn biết là khi chúng ta ăn một loại thực phẩm thì cái lượng dinh dưỡng cho loại thực phẩm đó ấy, nó chỉ là tương đối thôi, bởi vì chúng ta ăn vào chúng ta không thể nào hấp thụ hết được. Thì cái hàm lượng mà whey protein, mà hàm lượng protein trong whey mà chúng ta có thể hấp thụ được là rất là lớn. Đó chính là lý do tại sao mà những người tập luyện thể hình luôn chọn whey protein là loại thực phẩm bổ sung hàng đầu dành cho họ. Sau khi chúng ta đã biết whey protein là gì rồi thì các bạn sẽ bắt đầu thắc mắc là chúng ta sẽ có thể mua whey protein ở đâu. Thì mình khuyên rằng là các bạn hãy nên chọn những cái nhãn hiệu whey protein nó uy tín và nổi tiếng. Ví dụ như Ultimate Nutrition, Mutant, Optimum Nutrition, Nutra Bio hay là Diamond Thai vân vân, rất là nhiều hãng uy tín hơn nữa. Tuy nhiên thì ngoài ra thì các bạn cũng nên chọn những cửa hàng, những nhà phân phối chính hãng và đảm bảo về uy tín cũng như chất lượng. Ví dụ như Whey Shop của chúng mình thì sẽ đã có 4 năm trong ngành mà bán thực phẩm thể thao này, và có hiện tại là 4 chi nhánh tại Hà Nội này, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Vinh. Địa chỉ cụ thể thì mình sẽ để dưới đây thì các bạn có thể liên hệ và để có thể mua hàng cách tiện lợi và dễ dàng nhất. Ngoài ra thì sắp tới thì Whey Shop cũng sẽ mở thêm rất là nhiều chi nhánh tại các cái điểm khác để các bạn có thể phục vụ các bạn mua sắm được một cách tiện lợi và hiệu quả nhất, dễ dàng nhất có thể. Và cuối cùng thì khi các bạn đã đến được tới cửa hàng rồi thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái mà mối gọi là gì, chính xác là sự phân vân. Bởi vì có quá nhiều những sản phẩm whey protein trên thị trường hiện nay. Thì khi mà các bạn muốn chọn những cái sản phẩm tầm trung bình mà chất lượng khá là ok thì mình xin giới thiệu các bạn các sản phẩm giá tầm giá rất là phải chăng. Ví dụ như là Ultimate Nutrition for Star Whey hay là Whey 100% Whey đến từ Optimal Nutrition, Whey Gold Standard. Ngoài ra thì có các sản phẩm khác như ISO HD vân vân, PS Isolate để các bạn có thể lựa chọn. Còn tầm giá cao cấp 100% sẽ là Whey thủy phân Isolate hoặc là Whey thủy phân. Thì các bạn có thể chọn ISO Surf này, rồi 100% Whey Protein của Nutra Bio hay là ISO 100 của Diamond Thai hay là Platinum Hero Whey của Optimum Nutrition. Rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Tuy nhiên nếu các bạn đang cần một sản phẩm whey protein cao cấp không chứa whey protein concentrate kém chất lượng và hương vị tuyệt vời,
rất là dễ để thưởng thức. Thì mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm Isocert này, với rất là nhiều hương vị khác nhau, ví dụ như là sô-cô-la bạc hà, sô-cô-la kem phô mai, hay là sô-cô-la thường vân vân. Sô-cô-la ngoài ra cũng có cả các vị hoa quả như là dứa dừa, chuối, một số vị lạ khác như cục bánh sinh nhật, có cả những vị cơ bản như là sô-cô-la thường, vani vân vân. Và các hương vị của nó đều được điều chỉnh và rất là dễ uống, hương vị rất thơm ngon. Và cuối cùng thì mong rằng các bạn đã có được một cái sự lựa chọn, một cái địa chỉ uy tín và đáng tin cậy để có thể tìm mua các loại whey, sản phẩm whey protein mà các bạn mong muốn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.